cách để nấu mì trong lò vi sóng. Dù nấu ăn ở kiến trúc giá hay ở trong một căn bếp nhỏ, bạn vẫn có thể làm được những bữa ăn ngon như mì spaghetti chẳng hạn. Nghĩ xem, bạn nên nấu bằng nước máy hay là nước sôi? Và dầu ăn và đừng quên rằng là bạn có thể dùng lò vi sóng để chế biến một món sốt thịt ngon lành rất hợp với mì spaghetti. Nguyên liệu: Nấu trong lò vi sóng, mì spaghetti, nước, khẩu phần tùy ý. Nấu mì. <laughs> 300g mì spaghetti chưa nấu một thìa canh khoảng 15 ml dầu thực phẩm màu thực dầu thực vật và tùy chọn nước sôi đủ dùng chuẩn bị 4 khẩu phần nước sốt đóng hộp một lọ nước sốt mì khẩu phần tùy ý nước sốt thịt một củ hành khô cắt nhỏ một tép tỏi băm một củ cà rốt thái hạt lựu 300g bò nạc xay một hộp cà chua băm 400g 4 thìa canh khoảng 60 ml nước sôi, 1 viên súp bò hoặc 1 thìa cà phê 2,5 thìa bột súp, 1 thìa cà phê 2g lá oregano khô, tiêu đen vừa khẩu vị, chuẩn bị 4 khẩu phần. Phương pháp 1: Nấu mì trong lò vi sóng. 1. Bẻ mì spaghetti và cho vào bát. Lấy một lượng mì spaghetti mà bạn muốn nấu, bẻ mì làm 2 hoặc làm 3 và cho vào bát an toàn trong lò vi sóng. 2. Rót nước vào bát với một lượng nước vừa đủ để ngập trên của mì khoảng 5 cm. Bạn có thể dùng nước ở nhiệt độ phòng hoặc chỉ cần mở vòi nước để chảy vào bát. Quan trọng là mì phải ngập hoàn toàn trong nước. Mì sẽ nở to gấp đôi hoặc gấp ba nếu khi nấu lên. Và đó là lý do vì sao bạn cần rót nước ngập mì. 3. Nấu mì trong lò vi sóng lâu hơn 3 phút so với thời gian hướng dẫn trên bao bì. Cho bát mì vào lò vi sóng và đọc hướng dẫn trên bao gói mì đặt thời gian nấu lâu hơn 3 phút so với khuyến nghị trên bao bì. Ví dụ, nếu như ở trên bao bì ghi là sôi mì trong khoảng 9 phút thì bạn nên đun trong lò vi sóng khoảng 12 phút. 4. Chắt nước và sử dụng mì đã nấu. Cẩn thận bắt mì nợ khi lấy bắt mì nóng ra khỏi lò vi sóng, đặt rổ vào bồn rửa và từ từ đổ mì vào rổ cho nước chảy xuống bồn, sau đó bạn có thể dưới sốt lên món sốt mà mình ưa thích lên mì mình vừa nấu. Cất mì trận đã chín còn thừa ở trong hộp đậy kín và vào quán trong tủ lạnh, tối đa được từ 3 đến 5 ngày. Phương pháp 2, nấu mì bằng nước sôi. 1. Bẻ mì spaghetti khô và cho vào bát, lấy khoảng 300g mì spaghetti chưa nấu và bẻ làm ba, bỏ mì gọn gàng vào bát, sau đó được dùng cho lò vi sóng và không thò ra ngoài. 2. Phủ dầu ăn lên mì và rót nước sôi vào. Dưới một thìa canh khoảng 15 ml dầu thực vật vào trong mì khô và trộn đến khi dầu bao phủ hết mọi sợi mì, sau đó rót nước sôi ngập vào mì ít nhất là khoảng 5 cm. Trộn mì với dầu ăn và là để mì khỏi bị dính vào nhau khi nấu trong lò vi sóng. 3. Đun mì spaghetti trong lò vi sóng khoảng 8 phút. Đậy nắp và dùng màng bọc thực phẩm hoặc để bọc lấy bát mì cho bát mì vào lò vi sóng và đun với công suất cao nhất trong khoảng 8 phút. Ngừng đun và đảo mì sau khi đun được khoảng một nửa thời gian. Cẩn thận khi đảo mì vì bát mì rất là nóng. 4. Lấy mì spaghetti ra và để yên khoảng 2 phút. Sau khi mì spaghetti được nghỉ vài phút, bạn nên nếm thử xem là mì đã được hay chưa. Nếu thấy mì còn cứng so với khẩu vị của bạn thì hãy cho nó lại vào lò vi sóng và đun thêm 2 phút nữa. 5 chắt nước và dọn món mì spaghetti và nước sốt Đặt rổ vào bồn rửa và từ từ đổ mì đã nấu chín vào rổ Nước nóng sẽ chảy xuống bồn rửa Giờ thì bạn đã có thể dọn món mì spaghetti với nước sốt đã chọn Để có thể bảo quản được mì spaghetti còn thừa Bạn hãy cho mì vào hộp đệ kín và cất vào trong tủ lạnh tối đa từ 3 đến 5 ngày Phương pháp 3 Đun nóng sốt đóng hộp trong lò vi sóng 1. Chốt lọ sốt mì vào trong một bát to chọn bát dùng được trong lò vi sóng và đủ to để sốt khỏi bắn ra ngoài. Nếu như muốn chuẩn bị một phần ăn ít hơn, bạn chỉ cần đổ một lượng sốt vừa đủ dùng ra bát. Lời khuyên, bạn có thể chọn bất kỳ loại sốt nào bạn thích, từ sốt Mirinara hay là sốt Afedo. 2. Đun sốt trong lò vi sóng, từng đợt khoảng 30 giây, cho bát mì vào lò vi sóng và đun với công suất thấp để hâm nóng sốt, ngừng lại và khuấy sốt sau mỗi 30 giây trong khi hâm. Và nhớ rằng, nguyên lọ sốt cần được đun trong khoảng 2 đến 3 phút mới nóng, nhưng một phần ăn chỉ cần mất 1 phút là đủ. 3. Dưới sốt nóng lên mì đã nấu chín. Khi sốt mì đã đủ nóng thì bạn hãy lấy ra khỏi lò và dưới lên mì spaghetti đã nấu chín. Dọn món mì với sốt còn khi còn nóng. Phương pháp 4. Nấu sốt thịt trong lò vi sóng. 1. Cắt nhỏ củ hành, một củ cà rốt và băm một tép tỏi. Bóc vỏ và đặt hành tỏi lên thớt, dùng dao sắc cắt hành thành từng mẫu nhỏ khoảng 1 1,3cm và băm một tép tỏi. Cà rốt thì cắt hạt lựu, có một hạt đậu cho tất cả các nguyên liệu vào trong một cái bát vừa được dùng dùng được ở trong lò vi sóng. Nếu như không có thời gian, bạn có thể mua các gói hành và cà rốt cắt sẵn. 2. Trộn 300g thịt bò nạc xay với rau củ trong bát. Trộn thịt với rau củ đã cắt nhỏ, vừa trộn và vừa dầm nhỏ thịt. Như vậy thì thịt bò sẽ chín đều hơn. 3. Bọc miệng bát và cho vào lò vi sóng đun khoảng 3 phút. Dùng màng bọc thực phẩm để bọc miệng bát, sau đó rạch một khe hở khoảng 5 cm ở trên màng bọc để cho hơi nước thoát ra ngoài. Đun nóng bát thịt trộn với rau củ trong khoảng từ 3 phút với công suất cao. Nếu không muốn dùng màng bọc và bát có nắp thì bạn có thể đậy nắp lên bát và để cho hé một chút để cho hơi thoát ra. Cẩn thận khi cầm vào bát sốt vì nó sẽ rất là nóng. 4. Đun hỗn hợp thịt ở trong lò vi sóng trong khoảng 3 phút nữa. Vẫn đậy bát và đun đến khi thịt không còn màu hồng để chắc rằng thịt đã chín, bạn có thể dùng nhiệt kế thực phẩm châm vào bát thịt. Thịt chín thì phải đạt đến mức độ là 77 độ C, 71 độ C. Nếu thấy thịt còn hơi hồng hoặc chưa đạt đến 71 độ C, bạn cần đậy lại và tiếp tục đun trong hơn một phút nữa trước khi kiểm tra một lần nữa. Gạn bỏ hết các mỡ trông thấy ở trên bát thịt khi đã chín. 5. Cho cà chua, nước, viên súp và lá oregano vào đảo đều. Mở hộp cà chua băm khoảng 400g và chút hết vào bát thịt trộn rau củ rót thêm 4 thìa canh khoảng 60ml nước sôi và một thìa cà phê, 2g lá oregano khô, một viên súp bò hoặc là một thìa cà phê, 2,5g súp bột. 6. Đun sốt thịt trong lò vi sóng 7 phút, bọc và hoặc đậy bát và đun sốt với công suất cao. Sốt sẽ bắt đầu nổi bong bóng và tỏa mùi thơm, nếm và khuấy đều, cho thêm một ít sốt và một ít hạt tiêu tùy vào khẩu vị. Bây giờ bạn đã có thể nếm sốt vì thịt đã chín. 7. Đun sốt trong lò vi sóng khoảng 10 phút trước khi dọn lên ăn, mở nắp và khuấy kỹ sốt, sau đó bọc lại và đậy nắp bát và đun thêm 10 phút nữa. Đảo đều khi đun được khoảng nửa thời gian để cho sốt nóng đều. Cẩn thận khi lấy sốt ra khỏi lò vi sóng và dưới lên mì spaghetti đã nấu chín. Đậy kín và bảo quản sốt thịt còn thừa trong tủ lạnh tối đa được từ 3 đến 4 ngày. Những thứ bạn cần. Nấu mì bạn cần dùng đến bát, dùng an toàn trong lò vi sóng, rổ. Nấu mì bằng nước sôi, thì cần dùng bát an toàn trong lò vi sóng, nắp đậy hoặc là màng bọc thực phẩm, thìa, rổ. Đun nóng sốt, đóng hộp ở trong lò vi sóng, cần có bát to dùng được trong lò vi sóng, thìa. Nấu sốt thịt trong lò vi sóng thì cần có là cốc và thìa đông, bát to dùng được trong lò vi sóng, dao, thớt, dĩa, màng bọc thực phẩm hoặc là khăn giấy. Lời khuyên dành cho bạn, để mì nóng đều trong lò vi sóng, bạn đừng cho sốt vào thành của quả, quả đồi tròn vì thay vào đó hãy tạo một khoảng trống ở giữa như là chiếc bánh donut hoặc là một chiếc vòng như vậy sốt sẽ được nóng đều và nhanh hơn để làm món mì spaghetti không chứa gluten thì bạn hãy thay mì thông thường bằng mì bí đỏ